Tuốt đi. Đây nha, tuốt bằng cái ngắn bằng này thôi. Ngắn bằng cái tầng nhỏ thôi. Thêm nữa đi. Thêm. Đã quên cho thêm tí nữa. Gấp đôi chỗ này đi. Hàm đúc ấy. Hàm đúc nhưng mà lưu ý là những cái hàm này ấy, thì phải lắp vào các kìm thích hợp, tại vì mỗi mỗi loại kìm ấy thì cái khe đây này, cầm bóp ấy. Cái khe cái khoảng cách giữa hai cái khe này nó lại khác nhau rồi. Đấy. Nếu mà dùng đúng kìm của shop ấy thì nó mới có thể đẹp được. Còn nếu mà về lắp vào loại kìm không thích hợp ấy, hoặc là bấm cốt quá dày ấy, thì nó cũng không thể nào mà đẹp được. Đấy, đấy. Đây là cốt dày 0,4 này, cốt đồng dày 0,4 này. Đó. Không phải đo. Cốt đồng dày 0,4 này. Đấy. Bấm đi. Cái này lắp này thì bị lộn ngược lại rồi. Đây, lúc bấm thì nào cầm xuống dưới này nhìn đó. Để tầng to vào khe to này, tầng nhỏ khe nhỏ này đó. Xong rồi bọc tay 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 đó. Cái cạnh đồng này phải lọt đúng cái vào chỗ này này, lúc bóp xuống nó mới không bị kẹt này. Rồi bắt đầu bóp kìm vào, bóp kìm vào đây. Rồi bắt đầu cho sợi dây đồng tẻ bắt đầu. Đấy. Cho dây đồng vào. Làm sao để cho là cái lõi đồng này. Đấy. Đây, Nó nằm đúng cái chỗ. Nó nằm đúng vào cái tầng nhỏ này. Đấy, siết. Nào tụt dây đồng ra bây giờ, phải giữ ấy. Đây, thành quả đây. Đấy thì chưa tụt mất cái lõi đồng ra một tí rồi. Đấy. Ôm rất là đẹp luôn. Không phải dùng đúng kìm của nó. Đúng kìm thích hợp. Nếu mà ai mà lấy mỗi hàm về thôi mà lắp vào kìm mà không thích hợp thì bấm nó không được đẹp thì không phải là do hàm nó lỗi đâu ạ. Đấy, cách bấm của cái hàm bóc cốt hai tầng nó như thế đấy. Cái này thì tiện là em làm cái video là để cho một quý khách là mua mỗi hàm về xong rồi báo lên là nó không ổn, bấm nó không đẹp. Rất là nhiều yếu tố nên nếu mà muốn đẹp thì phải lấy cả kìm luôn, kìm với hàm đi với nhau thì bắt đầu bên bên shop mình bắt đầu mới có thể bóp thử được. Chứ còn bây giờ nếu mà lấy mỗi hàm về lắp vào cái kìm nó không thích hợp thì rất là khó. Vì kìm nó rất nhiều loại. Hàm đúc mà. Còn muốn đẹp nữa thì phải là dùng cái loại hàm CNC bằng thép. Nó sẽ đẹp hơn.